Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết kéo dài như thế này. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta cần chuẩn bị các loại bút thước, dao dọc giấy và các giấy màu mà chúng ta yêu thích để làm cho cái khung ảnh ấy nó đẹp hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt 4 khổ giấy có kích thước là 10,5 cm nhân với 15 cm. 4 khổ giấy bằng nhau nhé. 10,5 và 15 cm. Đây là mình đã cắt sẵn rồi. 4 khổ giấy thì có 3 khổ giấy chúng ta nên để cùng một màu hoặc là khác màu một chút cũng được, nhưng mà nên để cùng màu và một khổ khác màu. Sau đó chúng ta cắt tiếp 2 khổ giấy có kích thước 12 cm và 12,5 cm. Chúng ta sẽ lựa chọn màu chúng ta yêu thích. Chúng ta lấy một trong 4 cái khổ giấy mà chúng ta vừa cắt có kích thước 10,5 cm và 15 cm. Sau đó chúng ta sẽ rạch khổ giấy cách đều trên và hai bên là 2 cm, còn cách khoảng dưới là 3,5 cm. Đây là mình đã rạch ra xong. Thì sau khi lấy dao dọc giấy dọc xong thì chúng ta sẽ dính băng dính kích thước 1 cm ở đầu, hai mép đầu trên và dưới của khổ giấy. Mặt trước và sau chúng ta đều dính nhé. Rồi chúng ta cắt một đoạn ni lông ghép làm sao cho vừa tròn cái khổ giấy này. Ghép lại, đặt khổ giấy lên và chúng ta sẽ đo ni lông cho vừa khổ giấy. Kéo vừa thì chúng ta sẽ bỏ thừa ra một đoạn để dính băng dính, sau đó dính chồng ni lông lên. Đây là sau khi mình đã dính ni lông tròn quanh cái khổ giấy này. Và chúng ta thấy là có thể di chuyển được. Chúng ta để cái mép dán băng dính ở hai mép nhé. Ở mép ngoài chứ đừng đẩy cái mép dính ấy vào giữa. Rồi chúng ta lấy hai khổ giấy mà có kích thước 12 x 12,5 cm. Chúng ta sẽ dính lệch nhau trên đây. Một khổ giấy thì sẽ dính chồng lên cái phần mép băng dính vừa chúng ta dính. Lật ngược lại thì chúng ta dính khổ kia lệch sang bên đối, tức là làm sao mà cho hai khổ giấy nó lệch ra và thừa ra một đoạn như thế này. Mình nói thế cho các bạn dễ hình dung hơn. Đó, như vậy. Còn đối với khổ giấy mà chúng ta đã cắt khung ấy thì chúng ta sẽ lấy cái khổ giấy khác màu nó dán lên để cảm tưởng như một cái khung ảnh sẵn như vậy. Sau khi dán xong các chi tiết này, đây, đây là sau khi mình đã dán xong, còn đây là khổ giấy sau khi dán xong. Đây các bạn nhìn, chỉ dán một đầu mép như thế, hai bên đều vậy, nhưng mà nó lệch nhau nhé. Thì chúng ta sẽ lấy các khổ giấy còn lại dính lên trên mặt của cái khổ giấy này như vậy. Và mặt đằng sau chúng ta lấy màu khổ giấy còn lại chúng ta dính nốt ở mặt đằng sau là chúng ta đã hoàn thiện xong chi tiết này. Rất đơn giản phải không? Đây là mình mới hướng dẫn những cái cơ bản nhất, còn phần trang trí hay là chèn ảnh hay các họa tiết như thế nào thì sẽ tùy theo các bạn. Các bạn thích chèn ảnh hay cái trang trí như thế nào thì các bạn sẽ kéo sang hai bên như thế này và sẽ trang trí vào từng khung ảnh trước và sau. Đó, chúng ta sẽ được một chi tiết kéo rất dễ phải không? Có cái gì thắc mắc hay cái gì không rõ thì các bạn inbox cho mình hoặc là để lại dưới comment, mình sẽ trả lời nhé. Sản phẩm hoàn thiện thì các bạn kéo ra trang trí, như mình có thể đặt một cái nền giấy đen lên trên, dán chồng lên để chúng ta nổi bật tông màu khung ảnh hơn. Chúng ta để ý nhé. Mình sẽ dán lên như thế này, sau đó mình ghi thông điệp hoặc là mình sẽ chèn ảnh, chèn hình bất kỳ một chi tiết sketchbook nào đợt trước mình đã dạy các bạn có thể cho vào khung ảnh này.